Gollum, con quái vật độc nhất vô nhị trong lịch sử thần thoại. Khi theo dõi chúa tể của những chiếc nhẫn, thì có lẽ chính Gollum mới là con quái vật gây ấn tượng sâu sắc nhất với người xem. Nó là thiện hay là ác, là quỷ hay là người? Gollum là một nhân vật trong thế giới thần thoại của chúa tể những chiếc nhẫn. Hắn còn có tên khác là Esmigol hoặc Chahaut. Gollum sinh năm 2430 của thời đại thứ ba, vốn là một thành viên trong tập Stuart, một trong ba nhánh đầu tiên của người Hobbit, sinh sống gần Gladden, Fields. Tên thật của hắn khi vẫn còn là người Hobbit là Esmigol. Mọi chuyện bi kịch xảy đến với hắn vào một buổi chiều ngày sinh nhật lần thứ 33 khi hắn đi câu với người bạn thân và cũng là anh họ tên Deagle. Tại dòng sông đó, Deagle bị một con cá khổng lồ kéo mạnh xuống đáy sông. Sau khi vật lộn với con thủy quái, Deagle cũng thoát nạn và còn vô tình tìm thấy một chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Sau đó, Esmigol ngay lập tức bị chiếc nhẫn quyến rũ, không thể rời mắt khỏi nó lấy một giây. Hắn đòi anh họ tặng lại chiếc nhẫn như một món quà nhân ngày sinh nhật. Cũng như Esmigol, Deagle cũng bị chiếc nhẫn cuốn hút ngay lập tức và hắn từ chối yêu cầu trên. Như bị ma thuật của chiếc nhẫn làm mở mắt, anh chàng hiền lành, ngây ngô Esmigol lao vào tấn công anh họ của mình nhằm cướp đi báu vật. Kết quả là Deagle chết thảm dưới tay của chính người họ hàng chỉ vì một chiếc nhẫn. Sau đó, Esmigol bị đuổi ra khỏi nhà, phải sống vất vưởng tại một hang động nhỏ trong dãy núi mù sương. Hàng ngày, hắn bắt tôm cá, chim muông, thậm chí là những tên goblin để làm thức ăn. Cứ như vậy, trong hơn 400 năm, Esmigol bị biến đổi từ thể chất đến tinh thần. Hắn trở thành con quái vật độc nhất vô nhị trên thế giới. Vẻ ngoài bây giờ của hắn, xấu xí, gầy gò, nước da xám ngoét, cùng hàm răng nhọn hoắt, vàng khè, hoàn toàn không giống những người Hobbit bình thường. Thậm chí, tuổi thọ của Esmigol cũng được chiên nhẫn kéo dài hơn. Xuyên suốt câu chuyện, tâm hồn hắn là sự đấu tranh nội tâm gay gắt. Giữa một bên là tên Gollum tinh danh độc ác, muốn độc chiếm chiếc nhẫn quý, và một bên là Esmigol hiền lành, nhút nhát, với mong muốn được tự do, thoát khỏi nhà tù vô hình này. Đã không ít lần trong câu chuyện, điển hình là lần Gollum tự nói chuyện với chính mình để đấu tranh tư tưởng trước việc có Frodo liệu có tốt thật hay không, có nên hãm hại Frodo và Sam hay không. Đối với Gollum, chiếc nhẫn luôn được coi là một báu vật hay món quà sinh nhật như một cách để biện hộ cho hành vi giết người năm xưa của hắn. Và gần 500 năm sau, kể từ ngày Gollum giết người cướp nhẫn, vào tháng 7 năm 1941, thời đại thứ 3, chàng Hobbit mang tên Bilbo Baggins tình cờ lạc vào đúng hang Gollum và phát hiện ra chiếc nhẫn quý. Khi Gollum phát hiện ra, hắn điên cuồng tấn công Bilbo để cướp lại, nhưng tất cả đã quá muộn. Chàng Hobbit kia đã kịp đeo chiếc nhẫn vào, trở nên vô hình và biến mất. Sau này, Gollum dành toàn bộ cuộc đời mình để truy tìm và quyết tâm lấy lại báu vật kia. Lang thang khắp nơi, rồi Gollum dừng bước tại Mordor, nơi hắn gặp nhện ma khổng lồ Silop và trở thành gián điệp của ả. Cuối cùng, hắn bị quân của Sauron bắt được và tra tấn dã man. Để có được tự do, Gollum đã khai hết với Sauron về cái tên của Baggins. Sau này, hắn lại rơi vào tay đoàn hộ nhẫn và đi theo hầu hạ Frodo như một gia tình. Tuy nhiên, đó chỉ là trước mặt. Cái ác trong Gollum luôn áp đảo phần Esmigol hiền lành nhút nhát và lên kế hoạch để cướp lại nhẫn. Đã không ít lần, trong chuyến hành trình dài, đầy đau khổ và vất vả của đoàn hộ nhẫn, mà cụ thể Frodo bị tên Gollum tinh danh quái ác dụ vào những cạm bẫy chết người. Cuối cùng, tại vách núi rực lửa, vết nứt của Doom, Gollum đạt được mục đích khi cướp lại thành công chiếc nhẫn từ tay của Frodo. Nhưng cái giá phải trả là cả hắn và chiếc nhẫn đều rơi xuống biển lửa rực cháy và tan chảy thành tro bụi. Khó có thể nói đâu là một cái kết không có hậu đối với Gollum. Dường như cả hai phần thiện ác trong con người hắn đều đã đạt được mục đích. Đối với Gollum, hắn đã giành lại được và là chủ nhân cuối cùng của chiếc nhẫn. Còn đối với Esmigol, cái chết lại giống như một sự giải thoát, trả lại cho người Hobbit hiền lành kia sự tự do vốn có. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.